Tích. Các bạn ơi, nếu các bạn thích video này đừng quên like và đăng ký cho kênh Tư Duy Movie Game nha. Tên tên thì hôm nay sẽ lại là một game zombie với tên gọi là bảo vệ thành phố khỏi zombie. Thì cái game này nó sẽ có những gì đây, bây giờ chúng ta chơi nha. Nhanh lên bắt đầu. Tăng đây. Hey, mày đây hả? Tới đây thằng thất bại. Tao cần tụi mày. Không, tụi tao cần mày. À, gái hen đây. Giúp bà nội trợ. Ở đây có một gọi là bùng nổ zombie. Loài người đang trong nguy hiểm. Chúng ta phải chiến đấu lại. Lấy vũ khí đi. Tăng. Một cái súng ngắn. Zombie khắp mọi nơi. Nó gọi là lan tỏa rất là nhiều vị trí. Và bắt đầu ở trong nhà tù. Nhiều, nó nhiều quá. Chúng ta sẽ có một cái gọi là vũ khí kèm theo này đi. Súng là súng gì vậy nhỉ? Súng bắn đinh, súng bắn đinh. Ok, nó nhiều quá, lẹ lên. Fuel là cái gì nhỉ? Làm gì vậy ta? Rồi, chúng ta sẽ trang bị vũ khí. Rồi, đủ rồi. Nhiệm vụ thôi. Go. Đây. Thấy được một vài cái bóng đèn. Có gì đây? Zombie sẽ nhanh hơn. Ok, tường sẽ mạnh hơn. À, được hai cái tốt, một cái xấu. Đi. Đèn treo lên. Bạc. Zombie nhanh lên. Tường chắc hơn. Phải để bắn. Trái để di chuyển. Tin. Zombie nhiều quá. Bớ bà con. Ôi mẹ ơi. Ôi, có nhiều thằng đánh bom liều chết kìa các bạn. Thật quá. Ôi, đúng là có bức tường cũng đỡ lắm nha. Wow. Rất là đông luôn các bạn. Có nhiều vũ bão. Tránh ra. Hai nhiệm vụ. Ok, được chính quay. Nó nhiều quá. Mũ phù thủy. Ok. Dễ thương. Trò trang bị rồi. Tiếp. Nhiệm vụ tiếp theo. Bây giờ nó sẽ đánh gọi là lấy những cái đồ rác. Arsenal là gì ta? Là extra fuel. Fuel đó là cái gì tôi cũng chưa biết nữa. Sao nó mạnh quá vậy? Cái con mà nó ôm cái gì các bạn, là gọi là đánh bom cảm tử đó nha. Quể đó. Không nguy hiểm. Nó sống ra chứ các bạn.
thằng nào sợ xung quanh mình ta. Mà xung quanh mình bắn tự đi gần thôi. Cũng tương đương vô dụng á. Gần xong rồi. Cái thanh ở dưới cùng các bạn còn chút xíu là cái thanh gọi là thanh zombie đó nha. Cái số lượng zombie còn lại á. Tên xong nhiệm vụ thứ hai. Qua gì đây, đưa qua đây cho tao. Này là gì đây nhờ? Lâu lâu đi. Làm gì đây? Người đại lại là cứ xài đi. Ok, cầm thứ 3. Lấy cẩn thận. Rồi. Ok. À, thích nó dính một cái rác kìa trời. Thực bình nha. Được cái bức tường thành chắc hơn. Rác. Rác với chả rác. Nhớ ăn tiền nha các bạn. Mình tiện nên đi cấp đồ. Tụi cứ đi lên đi xuống là chắc nhất. Người nào mà tự nhiên nó đông một chỗ thì các bạn dừng lại vô đó. Tại lúc nào nó cũng phân bố rất là rộng rãi rồi đúng không? Nói như là các bạn phải đi dừng vàng ra. Nhớ ăn tiền. Dù gì cũng được chúng ta nhớ ăn tiền. Và nhớ bắn mấy thằng đánh bom liều chết này. Nhanh lắm các bạn, mấy thằng đó nhanh lắm. Nhanh hơn mấy thằng zombie nhiều. Mấy cái thằng zombie này là thành tử, phần tử bất hảo trong nhà tù. Ôi sống chết. Đây. Lại đây. Cho tụi bay diệt chủng luôn. Gà gà. Được hai cái fuel nữa. Hình như cái đó là cái để các bạn chơi á ha. Thuận tiền đồ. 4. Ben tiền. Ben à, đèn. Ben. Được cả ba cái gọi là trợ giúp luôn, hỗ trợ luôn, chứ không có cái nào gọi là bị hãm hại hết. Tiên con đèn, lựu đạn. Có đèn sẽ bắn chính xác hơn. Ăn tiền nha các bạn. Thương rớt tùm lum. Ok. Oh yeah. Cái này tiếng của tôi có ánh sáng. Các bạn chỉ hụt một mình thôi. Cô đơn. Rồi nó khá là yếu hen. Tàn bắn hai lần mới được không vậy? Cái con này nó mạnh quá vậy? Xong rồi. Yes. Xong em 4. Chết chừng. 5. Được một đồng minh. Kẻ phá hoại đi. Không phải, không phải là phá hoại mà gì. Tiêu diệt. Ừ.
tự sửa cái bức tường. Các bạn là một cái chức năng khá là có ích. Cool. 5. À, trời ơi, dính cái. Cho con zombie nó chạy nhanh hơn. Ai da. Đỡ tay bấm 7. Một giây tốc độ ngàn năm hối hận. Trời, nó bao nhanh luôn các bạn. Rất là nhanh. Giờ chỉ có mình bắn thôi hả? Không giúp gì được cho mình hả? Hình như là ổng chỉ bắn gần thôi các bạn. Đúng rồi, chỉ bắn gần được thôi. Ô, vừa bắn vừa sửa tường. Quá đông quá nguy hiểm. Súng mà lại yếu nữa chứ. Bây giờ phải nâng cấp lên. Ôi mẹ ơi, nó bao nhanh luôn. Mình vẫn hoàn thành. Đầm 5. Đây là một cái kỹ năng sinh tồn đi. Không biết là làm cái gì đây. Nhớ upgrade nha. Ok. Phải tăng cái súng mới được. Súng yếu quá. Ngày càng mắc rồi. Tiếp. Chết cha. Thịt thối. Bị dính cái thịt thối. Thầy bị cái gì đây? Ôi ô. Là thêm vài con zombie nữa. À hả. Được vài trái bom. Zombie nó sẽ nhiều hơn. Cũng được đi. Đừng có nhanh. Đừng có nhanh là được rồi. Nhiều cũng được. Bắt khai bắt chúng. Tu di thiện xạ. Nhào vô. Tới luôn mà con. Tới luôn. Nhớ ăn tiền. Ăn tiền là mạng sống của các bạn đó. À, bom nó sẽ tự nổ. Cũng được. Bắn thanh dòng 6. À, tên. Bắn tên. Có rất là nhiều vũ khí để bạn hỗ trợ cho các bạn đúng không? Đừng quên nâng cấp. Nâng cấp được không? Trời ơi, chính. Bắt cái chưa bao giờ được. Tiền. Súng. Ok, cũng được. Chỉ cần đừng có bị bất lợi thôi, còn rác cũng được. Tiền. Nhiều súng. Lộn. Tên. Chẳng thôi. Cái thím bị chẳng chẳng thôi. Súng mạnh hơn rồi đó các bạn. Phải 2-3 lần để bắn con lần.
nhớ ăn tiền. Đi rất là nhanh. Ùm tới. Tớ tờn đi cu. Tao dòng 7. Thì không có gì để bàn cãi, đây là một trò chơi rất là hay và rất hấp dẫn. Thì các bạn chơi thử nha. Và mong là các bạn thích video này. Tạm biệt.